nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, đã 10 ngày trôi qua kể từ khi giáo phận Vinh nhận tin đại buồn trước sự ra đi của Đức Cố Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, thì ngày hôm nay giáo phận Vinh lại nhận thêm một tin buồn khi hay tin nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh thuộc hội dòng mến Thánh Giá Vinh vừa về với Chúa lúc 16:00 thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Trong tâm tình hiệp thông, xin quý cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Sơ Maria được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Sau đây là cáo phó và chương trình tang lễ của Sơ. Cáo phó, nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh, cộng đoàn nhà mẹ. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hẳn. Cáo phó, trong niềm tín thác vào Chúa Kitô phục sinh, hội dòng mến Thánh Giá Vinh kính báo. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 22 tháng 10 năm 1943 tại giáo xứ Cải Gai, giáo phận Vinh, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Khấn lần đầu ngày 21 tháng 11 năm 1966, khấn trọn đời ngày 21 tháng 11 năm 1979, đã được Chúa gọi về lúc 16:00 thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022, hưởng thọ 79 tuổi, 56 năm khấn dòng. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 07:00 thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 8 năm âm lịch, tại nguyện đường Hội dòng mến Thánh Giá Vinh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sau thánh lễ, thi hài chị Maria sẽ được mai táng tại nghĩa trang giáo phận Vinh. Kính xin quý Đức cha, quý tu sĩ chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn cầu nguyện cho chị Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Thay mặt hội dòng, nữ tu Maria Nguyễn Thị Nga, tổng phụ trách, cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Sơ Maria vừa mới qua đời được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.